786 Tỷ 86 cửa. Tương với phần 7 bài 28 quyển 2. Đầu tiên hãy thay người vợ hỏi, anh hôm nay đã xem mấy căn hộ? Nǐ jìn tiān kàn lè jǐ tào fǎng zì? Nǐ jìn tiān kàn lè jǐ tào fǎng zì? Đã xem 7-8 căn. Kàn lè qī bā tào. Có một căn anh cảm thấy không tệ. Yǒu yī tào wǒ jiě de bù cuò. Đợi lúc em nghỉ. Tấng nǐ xiù xǐ de shí hǒu. Tấng nǐ xiù xǐ de shí hǒu. Lại cùng đi xem sao. Zài yī qǐ qù kàn kàn. Zài yī qǐ qù kàn kàn. Bây giờ là cách nói nếu mà. Yào shì. Yào. Yào. Shì. Shì. Yào shì. Yào shì. Nếu mà em vừa ý. Yào shì nǐ mǎn yì. Yào shì nǐ mǎn yì. Nếu mà bạn không vừa ý. Yào shì nǐ bù mǎn yì. Yào shì nǐ bù mǎn yì. Nếu mà em cũng vừa ý. Yào shì nǐ yě mǎn yì. Yào shì nǐ yě mǎn yì. Bây giờ là từ thuê. Zú. Zú. Từ này đã học trong từ xe taxi, nguyên văn nghĩa là xe cho thuê. Chu du chưa? Thuê. Zú. Zú. Thuê nhà. Zú phẳng zi. Zú phẳng zi. Đi thuê nhà. Chủ du phẳng zi. Chủ du phẳng zi. Thì chúng ta thuê thôi, nguyên văn là chúng ta thì thuê rồi. Zǎn mèn jiǔ zú lè. Zǎn mèn jiǔ zú lè. Nếu mà em cũng vừa ý. Yào shì nǐ yě mǎn yì. Yào shì nǐ yě mǎn yì. Thì chúng ta thuê thôi. Zǎn mèn jiǔ zú lè. Zǎn mèn jiǔ zú lè. Bây giờ là từ tiền thuê nhà, nguyên văn là phòng thuê. Phòng zú. Phòng. Zú. Phòng zú. Phòng zú. Tiền thuê nhà cực kỳ rẻ. Phòng zú phi chàng piàn yì. Phòng zú phi chàng piàn yì. Tiền thuê nhà quá đắt rồi. Phòng zú thái quỷ lợ. Phòng zú thái quỷ lợ. Tiền thuê nhà bao nhiêu tiền? Phòng zú tố sảo chén. Phòng zú tố sảo chén. Nếu mà em cũng vừa ý. Yào shì nǐ yě mǎn yì. Yào shì nǐ yě mǎn yì. Thì chúng ta thuê thôi.
咱们就租了。咱们就租了。点退吧就点。房租多少钱？房租多少钱？为什么的糖？月月木糖问问啦木改糖。一个月一个月。嗨糖两个月两个月。每嗨糖十二个月十二个月。点退呀木糖猫又点。房租一个月多少钱？房租一个月多少钱？为什么的银安旁边拉天千千một nghìn 一千一千 hai nghìn 两千两千 ba nghìn 三千三千八千块三千块三千块một tháng ba nghìn tệ一个月三千块一个月三千块tiền thuê một tháng 3.000 tệ. Phòng du 一个月 3.000 块. Phòng du 一个月 3.000 块. Hãy nhắc lại, nếu mà em cũng vừa ý. 要是你也满意。要是你也满意thì chúng ta thuê thôi 咱们就租了咱们就租了点退nhà bao nhiêu tiền 房租多少钱房租多少钱một tháng 3.000 tệ 一个月三千块一个月三千块 bây giờ là cách nói vậy như vậy 这么这这么么这么这么 đắt vậy 这么贵这么贵 rẻ vậy 这么便宜这么便宜 làm như vậy这么做 nói như vậy 这么说这么说 sao đắt vậy 怎么这么贵怎么这么贵 bây giờ hãy nhắc lại từ đầu anh hôm nay đã xem mấy căn hộ
你今天看了几套房子? 那先被胆干? 看了七八套? Có một căn anh thấy không tệ. Yǒu yī tào wǒ jiě de bù cuò. Yǒu yī tào wǒ jiě de bù cuò. Đợi lúc em nghỉ. Těng nǐ xiù xì de shí hǒu. Těng nǐ xiù xì de shí hǒu. Lại cùng đi xem sao. 再一起去看看. 再一起去看看. Nếu mà em cũng vừa ý. 要是你也满意. 要是你也满意. Thì chúng ta thuê thôi. 咱们就租了. 咱们就租了. Tiền thuê bao nhiêu tiền? 房租多少钱? 房租多少钱? Một tháng 3.000 tệ. 一个月3000块. 一个月3000块. Sao đắt vậy? 怎么这么贵? 怎么这么贵? Bây giờ hãy nghe và nhắc lại các từ ngữ sau bằng tiếng Trung. Rút tiền. Chuyển tiền. Cửa hàng. Sang tiền. Lái xe đi cũng được, chỉ xe máy, xe đạp. 骑车去也行. Đi máy bay hay là tàu hỏa? 坐飞机还是火车? Lại thử thêm một chút. 再试试. Tắm. 洗澡. Cứ đi thẳng về phía đông. 一直往东走. Người lái xe taxi. 出租车司机. Khó chịu, không thoải mái. 不舒服. Bằng lòng đi không, đồng ý đi không? 愿意去吗? Lưu loát trôi chảy. Liếu lỉ. Loại vận động gì? 什么运动? Điện thoại kêu rồi. 电话响了. Tỷ số mấy mấy? Chỉ bí chỉ. Alo. Quấy. Bụng đau kinh khủng. Tụ tử thắng đớ lì khải. Lại kiểm tra cho anh một chút sau. Giải cái ní kiểm trá kiểm trá. Tiêm cho anh một mũi. Cái ní tái y chân. Cho nên buồn. Số ý nán của. Lần trước. Sàng sử. Phòng khách diện tích hơi bị nhỏ một chút. Cửa thính miễn chi xào lờ đẻ. Tầng 18 trên lầu. Lầu sàng 18 tầng.
lên trên xem. 上去看看. Sáng chiều đều có ánh sáng mặt trời. 上下午都有阳光. Sớm đã tan làm rồi. 早就下班了. Tắc đường tắc kinh khủng. 堵车堵得厉害. Vợ, thê tử. 妻子. Vội vàng về. 往回赶. Nếu mà không vừa ý. 要是不满意. Tiền thuê phòng. Phán du. Đắt vậy. Rồi mà quẩy. Thuê nhà. Du phán dự. Một tháng 3.000 tệ. Ý cơ yue 3.000 khoai.